Diễn biến nóng vụ người bán hàng đổ thức ăn thừa vào nồi nước lèo ở Nha Trang. Ủy ban nhân dân phường Thọ Lộc, thành phố Nha Trang đã xử phạt người bán hàng rong 2,5 triệu đồng vì sử dụng trái phép hè phố sau khi xuất hiện clip đổ lại thức ăn thừa vào nồi nước lèo. Ngày 26 tháng 12, lãnh đạo Ủy ban nhân dân thành phố Nha Trang, Khánh Hòa xác nhận vừa xử lý đối với trường hợp người bán hàng rong trước cổng bệnh viện đa khoa tỉnh Khánh Hòa, đường Quang Trung, thành phố Nha Trang. Trước đó, ngày 21 tháng 12, trên mạng xã hội lan truyền clip một bà bán hàng rong trước cổng bệnh viện đa khoa tỉnh Khánh Hòa có hành vi đổ thức ăn thừa của khách vào nồi nước lèo để bán tiếp cho khách. Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Ủy ban nhân dân thành phố Nha Trang chỉ đạo Ủy ban nhân dân phường Lộc Thọ khẩn trương phối hợp với các cơ quan đơn vị liên quan kiểm tra xác minh. Sau đó, Ủy ban nhân dân phường Lộc Thọ đã mời bà HTT, sinh năm 1942, trú tại phường Vạn Thắng, thành phố Nha Trang, là người xuất hiện trong clip có hành vi đổ lại thức ăn thừa và nồi nước lèo xuất hiện trên mạng xã hội. Qua buổi làm việc, bà HTT thừa nhận việc buôn bán hàng rong trên vỉa hè gây cản trở giao thông là sai quy định, đồng thời bà T thừa nhận việc đổ nước uống lại cho khách sau uống. Tuy nhiên, bà T không thừa nhận việc đổ thức ăn thừa lại cho khách sau ăn, vì theo bà T, bà bán tô cuối cùng rồi đi về nên đổ lại để mang về. Căn cứ vào hình ảnh vi phạm hành chính, biên bản tạm giữ tăng vật, phương tiện vi phạm và biên bản vi phạm hành chính, Ủy ban nhân dân phường Lộc Thọ đã ra quyết định xử phạt bà HTT về hành vi sử dụng trái phép vỉa hè để kinh doanh dịch vụ ăn uống gây cản trở giao thông. Điểm B, khoản 5, điều 12 nghị định 100/2019/ND/CP với mức tiền phạt 2,5 triệu đồng. Bà HTT cũng cam kết sẽ không tiếp tục buôn bán gánh hàng rong vi phạm an toàn giao thông và mỹ quan đô thị.